Chị Dương hái được nhiêu đây rau? Cái tô nguyên một thau đầy luôn, quá trời nhiều luôn. À, này là để phơi khô nha, phơi khô xong rồi làm trà uống vào mùa đông. Xin chào tất cả các bà cô chú nha. Hiện giờ thì Dương đang là ngồi ngay chỗ đám tía tô. Đó, tía tô nhà thì Dương nó lên mỗi năm luôn, nó tự rụng hạt rồi lên mỗi năm luôn. À, thì Dương không cần phải gieo hạt lần nữa. Thì hiện giờ nó đang là còn non, nó chưa lên bông. Giờ thì Dương ra, thì Dương cắt đi, thì Dương sẽ phơi khô để làm trà tía tô. Nè, ngon không tất cả các bà cô chú? Thấy cái lá nó bự quá trời luôn nè bà cô chú ơi. Lá tía tô mà nó tốt vậy luôn nè. Đó, à, coi như là cứ mỗi năm là nó tự mọc lên lại ha, nó to bằng bàn tay của Thùy Dương luôn. Đó, nó chưa có ra bông ha. Cái này mình có thể mình cuốn thịt bò nè. Đưa vô cuốn thịt bò ăn cũng rất là ngon luôn. Nhưng mà giờ Thùy Dương đi cắt thôi. Cắt cho nó ra cái mầm mới. Mỗi năm thì là Thùy Dương để cho nó lớn, thật là lớn nó ra bông luôn rồi thì Dương mới bắt đầu đi thu hoạch. Năm nay mình thu hoạch sớm tại vì muốn để cho nó ra thêm nhánh nhá, cho mặt nhiều nhánh nhá, để cho nó ra nhánh non. Rồi tới khoảng tháng 8 này nhà thờ có hội chợ hè thì mình sẽ cắt những cái nhánh non đó mình cho nhà thờ để bán bún riêu, bún này bún kia cho người ta ăn rồi vậy đó. Mới có mớ mà nó muốn gần đầy thau luôn rồi. Ngay luôn ra nó phụ thì Dương cắt đi. Tại nó nhiều quá nếu mà không phụ không biết cắt thì nằm xong. Có cái này có cắt không? Không anh, cái đó để lại đi. Này. Đây đây. Mình cắt mấy cái lá này luôn nè. Cái lá lớn này nè. Mấy cái lá lớn nó không cắt để nó cũng già. Cái lá nào mà bị con gì ăn thì là bỏ đi. Qua bên đây nè, nó mọc tùm lum luôn, coi như nó bay hạt đâu là nó lên chỗ đó à. Ngon quá trời bà con ơi. Đây là cây lá mè Hàn Quốc nè. Nó đang ra bông rồi. Cây lá mè mình để giống ha. Nó lên được ít cây nè, năm nào nó cũng lên được ít cây. Đó, lá nó cũng to như lá tía tô. Nhìn giống lá tía tô ấy, mà nó màu trắng nha tất cả các bà cô chú. Này đây này. Nó là màu trắng. Mấy cây é này giờ nó cũng ra bông hết trời anh. Cái é hạt cây é nè. Cái nào để giống thì em để, còn cái nào ấy thì cắt đi. Thôi em nghĩ đâu cần để giống đâu. Không cần nữa. Không, để giống chi. Ôi cái này em đưa ra đây để em giục đây. Quên chưa trồng xuống nữa nè. Trời nắng chiều cho nên là nó rất là chói luôn. Quay phim nó không có được rõ ràng ha. Nó bị chọi ánh sáng á. Cái anh nhổ mấy cái rau ấy này đi anh ơi. Mấy cái rau cải á, nhổ cho gà nó ăn đi. Cắt đó xong nhổ hết mấy cái rau cải. Rồi bên ngoài này nữa nè tất cả các bà cô chú ơi. Đó, quá trời luôn. Ngoài này thì Dương cũng có rau cây rau lá mè nữa nè. Ai muốn trồng tía tô ha, rất là dễ luôn. Trồng một lần thôi là để nó ra bông á là sang năm á. Cứ vậy là hạt nó lại mầm lại ha, hạt nó không có bị hư. Mùa đông trời lạnh giá đông đá rồi á. Là cái hạt nó lại mầm lại, nó không có bị chết. Nó nằm ở ngoài đất ngoài trời nguyên một mùa đông lạnh vậy mà nó không có chết à. Nó lên lại cho nên chỉ trồng một lần thôi là ăn suốt thôi, không có phải trồng lại nữa.
Cái tô năm nào thì Dương cũng cũng thu hoạch xong rồi phơi khô đi. Phơi khô xong rồi mới để dành uống quanh năm luôn. Cái bệnh gao là nó rất tốt luôn. Nhưng mà mình nhiều khi là biến đó, không có xiên để mình nấu nước. Năm nữa bận rộn quá rồi cái mình không có nhớ tới. Đó, ngon không tất cả các bà cô chú này. Đó, đã không? Quá trời ngon luôn. Hai lúa cắt rau, cắt mấy cái rau cải bẹ nó là bông rồi á, để cho gà mở ngóng ăn. Đó, gà ngóng thì vui quá trời luôn nha bà cô chú này. Khoái ăn mấy cái rau đó lắm. Rồi đi thu hoạch tiếp nha. Trồng hầm bà lằng trong này luôn. Trồng đủ thứ hết. Không có rau gì ra rau gì hết. Nhưng mà rất là nhiều loại rau. Người ta trồng cái hàng cá lối ha, thì không có trồng cái hàng cá lối gì hết. Để nó lên như đám rừng luôn. Nó muốn lên sao nó lên ha. Vườn của Thị Dương là không phải vườn của YouTube. Cái này là rừng YouTube chứ không phải là vườn YouTube. Có nghĩa là Thị Dương Thị Dương bận rộn lắm cả nhà ơi. Mùa hè là đủ cái chuyện hết. Nó dồn cho mùa hè. Vừa đi câu nè, câu tôm câu cá này, làm vườn nè, cho nên là rất là bận rộn luôn. Không có giờ làm cái gì đâu. Nếu mà đi mà 2-3 ngày á là vườn bỏ thí luôn. Gà vừa gà gì rồi, gà vịt là bỏ thí luôn. Trời xanh voi xanh cỏ là tự nuôi luôn. Tại vì mùa hè ở bên này chỉ có mùa hè là nó dồn vô hết 3 tháng mùa hè. Cho nên là tranh thủ. Cho nên rất là bận rộn luôn nha. Trời cắt quá trời rau luôn bà cô chú ơi, quá trời tía tô luôn. Coi như để dành mùa đông uống mệt nghỉ luôn. Có để mỡ nào lại ăn không? Dạ để lại ít ăn. Để lắm này đi. Để làm một ít. Ăn thì phải ăn chứ không có ăn để nó già đó em. Nghĩ vậy thôi chắc cắt luôn đi. Ui, thau đầy rồi bà cô chú ơi. Ui cho nó đầy quá rồi. Trời chỗ này cà chua lên cà le luôn. Wow, mấy cái hạt này giờ ra bông nó thành trái hết rồi anh. Cây poppy seed á. Thì giờ sao? Nó ra bông thì sao? Anh đâu có trồng. Nó sắp dạ, đâu có trồng đâu mà cái hạt nó rụng á mà nó lên nó trái quá trời luôn nè. Giờ làm gì? Hạt này mình làm bánh mì á, mình ăn chung với bánh mì cũng được đó. Hả? Anh thấy Mỹ nó bỏ vô ăn chung với bánh mì không? Cái hạt poppy seed này nè. Bánh mì gì? Cái bánh mì mà người ta làm xong rồi người ta rắc mấy cái hạt nhỏ bên ngoài bánh mì của Mỹ đó. Ờ. Đó là cái hạt này nè. Ăn biết hả? Không. Giờ dở vậy. Không ăn không biết. Không cần biết. Không cần biết, mình cũng phải biết chút chút chứ. Bên đó cũng cần tía tô đó. Qua cắt tấm đó đi. Trời ơi vườn giờ nó lên cà le luôn rồi. Cà chua rồi nó lên tùm luôn rồi. Mấy cây này đâu có trồng đâu mà hạt nó rụng xuống năm ngoái đó, xong rồi năm nay nó lên lại. Tại mình không có hái mình ăn á. Ăn không kịp xong mình cứ vậy để cho nó rụng xuống xong nó lại năm nay nó lại lên lại. Em nó nhổ dục bớt biết nhiêu rồi anh. Rồi má em bưng lên về trồng đó rồi đó mà giờ nó còn lên quá trời. Không kêu cho hàng xóm à. Quá trời nhiều luôn. Nhiều quá cho bớt nó đi. Cho đó. Không phải không cho đâu. Má bứng lên quá trời luôn rồi. Rồi cắt đi rồi mấy cái cây kia nó mới lên được. Cắt lá đi, tỉ lá đi. Đó nữa rồi nè, nhiêu đây nữa rồi. Cà chua nó lên nhanh quá. Tỉ lá đi cho nó. Cho nó ra cái mới. Cà chua mình tỉa xuyên tỉa lá đó nó giống như là nó có ánh sáng vô á, nếu mà nó có trái á nó màu chín hơn, cái ánh nắng vô nó chiếu vô màu chín trái á, còn không là trái nó lâu chín, nhất là xứ lạnh này ha. Muốn cho cà chua chín á là phải tỉa lá bớt đi, dục đi. Ủa lá cà chua bự quá trời luôn. À, lá cà chua lớn quá trời lớn luôn. Trồng vậy chứ anh đâu có hết. Hai chồng có hai chồng anh à. Ăn đâu nhiêu đâu, ăn ít mà đi mít. Đi ăn bờ bụi đâu ăn bao nhiêu đâu.
Cứ mùa hè là xách tàu đi, hai chồng đi ăn bờ bụi rồi, đi câu cá câu cua rồi, cho nên rất là bận rộn luôn. Nếu ai mà coi mấy cái kênh của Thị Dương USA 2 á, Thị Dương đi câu á, tất cả các bà cô chú vô trong đó coi ha, coi Thị Dương đi câu như thế nào nha. Nói chung là Thị Dương gọi là đi ăn bờ ở bụi, là tại vì Thị Dương đi một lần á là đi khoảng 3 ngày 2 đêm Thị Dương mới về. Cho nên mỗi lần đi là đi xa lắm, lái xe từ 2 tiếng trở lên ha, mới tới nơi đi câu, cho nên đi như vậy mới bỏ. Chứ đi về trong ngày không có bỏ. Nó tỉa bớt lá đi như vậy nó đỡ lắm. Tất cả các bà cô chú, ai chưa biết cái kênh Thùy Dương USA 2 về câu cá đó, tất cả các bà cô chú vô trong đó xem nha, và subscribe cho Thùy Dương nha. Kênh đó Thùy Dương chuyên về câu cá này, câu cá, câu tôm rồi đó. Hiện giờ cái kênh đó còn ít súp lắm, mới có 1.000 mấy à, mới có 1.000 mấy súp à. Tất cả các bà cô chú vô trong đó súp để ủng hộ Thị Dương nghe. Đi ra biển relax, vừa đi kiếm ăn vừa relax vừa giải trí luôn. Thị Dương thích đi ra ngoài đó lắm, tại vì ra ngoài đó đầu óc của mình rất là thoải mái, không có suy nghĩ cái gì hết, coi như ăn rồi chơi thôi, nên đầu óc rất là thoải mái. Đây tất cả các bà cô chú ơi, Thùy Dương hái được nhiêu đây rau tía tô nguyên một thau đầy luôn, quá trời nhiều luôn. Đó, này là để phơi khô. Bây giờ Thùy Dương đã rửa xong cái tía tô rồi nè, cái này là mới có 1/3 của cái thau hồi nãy Thùy Dương rửa thôi. Thì Thùy Dương đưa ra đây, Thùy Dương sẽ bỏ vô trong cái lồng này và Thùy Dương sẽ phơi khô. Đây Thùy Dương bây giờ nhét nó vô đây nha tất cả các bà cô chú. Tại vì cái lồng này mình phơi dưới nắng á, nó khô rất là lẹ luôn. Trời đất. Nó khô rất là nhanh, tại vì mấy bữa nay trời nóng 90 độ. Cho nên là bỏ đây nè, vừa có gió vừa có nắng á, nó khô rất là nhanh luôn. Thì Dương cứ mùa hè là Thì Dương có tía tô thì Dương thu hoạch, xong rồi mùa đông là Thì Dương có tía tô khô thì Dương nấu trà tía tô thì Dương uống ha. Mùa này thì uống tươi, nhưng mà mùa đông không có tươi thì mình uống khô. Cái lồng này Thùy Dương mua ở trên Timu á, mà ở trên Amazon cũng có bán ở trên đó ha, nhưng mà có lúc thì ở trên Amazon nó rẻ hơn ở trên Timu, còn có lúc Timu nó rẻ hơn trên Amazon. Thì tất cả các bà cô chú cứ vô hai cái website đó để mình so sánh giá ha, rồi mình mua cho nó rẻ. Cái lồng này Thùy Dương mua nó rất là dài và lớn luôn, cái này tới 8 cái khay như vậy lần á. Từ trên dưới là 8 ngăn, là mình có thể phơi rất là được nhiều thứ luôn. Mình có thể phơi cá, phơi mực, phơi cái gì mình muốn ha. Nhưng mà đa số là Thùy Dương phơi rau không à. Rau tía tô đó, thì cái tía tô này uống cũng rất là tốt luôn. Vừa trị nám nè, vừa tốt cho sức khỏe nè. Rồi mình có thể trị bệnh mụn cóc được luôn á. Mụn cóc mình cứ lấy lá tươi đó, xong mình vò đi, xong mình đắp vô. Lấy cái bandage đó mình đắp nó lại, dán nó lại. Chừng vài tuần đó là mụn cóc nó tự rụng à. Nó rất là có ích luôn. Thùy Dương cảm ơn tất cả các bà cô chú đã theo dõi video của Thùy Dương nha. Thùy Dương xin chào, bye bye.